mỗi ngày. Gà chiên xù bên ngoài giòn rụm, thịt béo thơm, còn độ ẩm bên trong. Chấm chung sốt taru béo béo, gà chiên sốt taru taru. Cắn vào giòn tan, mang bao cảm xúc. Mến chào các bạn đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày, nấu chuẩn ăn lành. Chương trình được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Món ăn ngày hôm nay chúng ta sẽ hướng dẫn đến khán giả đó là món gà chiên. Tuy nhiên điểm đặc biệt nằm ở cái phần sốt đi kèm, mang tên sốt taru hay còn gọi là sốt tata, một loại sốt có nguồn gốc từ nước Pháp. Phần ức gà này thì bây giờ Phước Hưng sẽ lạng mỏng vừa ăn, cho vào cái túi để chúng ta đập cái phần ức gà này có cái bề bản lớn. Chúng ta sẽ đập miếng gà dày đều, khi chiên thì miếng gà sẽ đều và đẹp mắt hơn. Thì bây giờ chúng ta sẽ nêm gia vị vào đây để chúng ta ướp phần ức gà. Đầu tiên Phước Hưng sẽ cho vào đây 1/4 muỗng cà phê muối, 1/4 muỗng cà phê tiêu, nửa muỗng cà phê hạt nêm Aji ngon gà, nửa hũ sữa chua. Và đối với món ăn ngày hôm nay thì chúng ta sử dụng sữa chua để ướp gà, để giúp cho miếng gà mềm có độ béo, khi ăn sẽ thơm ngon hơn. Khoảng 1 muỗng canh nước tỏi, 1 muỗng canh bột mì, 1 quả trứng gà. Và bây giờ Phước Hưng sẽ trộn đều hỗn hợp này lên. Phần khoai tây bi này thì chúng ta luộc chín và bây giờ chúng ta để nguyên vỏ luôn và ấn nhẹ xuống. Sử dụng khoai tây bi sẽ ngon hơn đúng không nào? Đúng rồi, mà chất dinh dưỡng cũng nhiều hơn nữa. Chúng ta sẽ ép bể phần khoai tây bi để khi xóc thì khoai được thấm bơ, khi ăn sẽ thơm ngon hơn. Chúng ta sẽ pha cái hỗn hợp sốt để ăn kèm. Đầu tiên Phước Hưng sẽ cho vào đây 3 muỗng canh sốt mayonnaise Aji Mayo vị nguyên bản, 1 muỗng canh dưa chuột muối băm. Đối với dưa chuột ngâm này thì chúng ta rất dễ tìm kiếm ở những quầy thực phẩm đồ Âu, hoặc là chúng ta có thể sử dụng nụ bạch hoa ngâm chua để thay thế phần dưa chuột này cũng được. Chính xác luôn. Và tiếp theo Phước Hưng sẽ cho vào đây là 1 cái trứng gà luộc rồi chúng ta cắt nhỏ, nửa muỗng cà phê muối, 1/4 muỗng cà phê tiêu. Chúng ta sẽ trộn đều lên, chúng ta xắt bơ với lại khoai tây. Hưng sẽ cho vào đây 1 ít bơ lạc nè, sẽ cho vào đây 1 ít tỏi băm. Tỏi và kết hợp với bơ thì quá là hoàn hảo, rất là thơm. Và bây giờ đã dậy lên mùi thơm, Phước Hưng sẽ cho khoai vào và chúng ta sẽ xắt nhanh tay để còn giữ được cái hương thơm của bơ. Cho vào đây 1 ít muối nè để khoai tây được đậm đà hơn, 1 ít tiêu. Hưng sẽ cho khoai tây ra. Ngon quá. Cho phần bột xù vô dĩa nè. Mình lần lượt chúng ta sẽ lấy cái phần ức gà chúng ta lăn. Và bây giờ chúng ta sẽ áo xù lên. Dùng tay chúng ta nhấn để cho bột xù dính và chặt vào cái phần ức gà đúng không Phước Hưng? Đúng rồi. Rồi. Bây giờ thì dầu cũng đã nóng rồi, Phước Hưng sẽ cho gà vào chúng ta chiên. Đối với món ăn ngày hôm nay thì chúng ta chiên lửa vừa, đến khi nào mà ức gà vàng xém cạnh hai mặt là được. Rồi bây giờ Phước Hưng sẽ vớt ra ha. Bây giờ Phước Hưng sẽ cắt cái phần ức gà này, chúng ta sẽ cho qua dĩa nè. Rất là giòn và nóng hổi đúng không nào? Đúng rồi. Và với món ăn này thì chúng ta sẽ ăn kèm với các loại rau đúng không nào? Đúng rồi. Và để tạo nên một bữa ăn đầy dinh dưỡng thì chúng ta có thể kết hợp với món salad mực ống sẽ rất là tuyệt vời. Tất cả hòa quyện vào nhau thật đã cái miệng.